hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày bình thường ở trong Minecraft. Bình thường đến nỗi mà tôi phát khùng luôn các bạn ơi. Trời ơi, thằng Lu nó dắt bạn của nó qua bên nhà tôi chơi mà bạn của nó phá không khác gì nó luôn. Nó quậy banh tành nhà tôi lên luôn, đến nỗi mà nhà tôi không khác gì một mớ hỗn độn hết. Nhưng rất may mắn là Lu đã kịp thời qua và dẫn bạn của nó đi. Trời ơi, tôi vui phải biết luôn. Nhưng sau đó tôi chợt nhận ra là bạn của con Lu đã thâu tóm hết làng Hero Team rồi. Và nó đã thâu tóm làng Hero Team như thế nào thì các bạn hãy xem hết video này để biết diễn biến ở bên trong đó nha. Này, đúng rồi, tôi đã nói các bạn đó. Nếu các bạn đã lỡ ghé qua video này rồi thì các bạn đừng ngần ngại để lại một like, một share, một share đây nhiều, một comment cho kênh YouTube của Shadow Official, bởi vì video này là miễn phí nha các bạn ơi. Và các bạn cũng đừng quên follow fanpage Zero Gaming để đón xem những cái video hàng ngày trên đó của mình nha. Và sau này mình sẽ ra 3 clip một ngày, một clip mình sẽ ra trên fanpage Zero Gaming và đồng thời mình sẽ livestream ở trên đó luôn nha các bạn ơi. Và các bạn cũng lưu ý rằng video này cho mình rất vui vẻ giải trí và học tập và lần mình thôi. Không cổ xin chấp bất kỳ hành động xấu nào và đặc biệt hết đây chỉ là game. Nên những hành động nguy hiểm trong game các bạn không được bắt chước theo nha. Trời ơi, trời, các bạn biết cái tin gì chưa? Cái tin này cực kỳ động trời mà vui quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Video zombie của tụi tôi lại tiếp tục được các bạn ủng hộ quá trời luôn. Tại sao tôi nói là của tụi tôi? Tại vì đó các bạn á, mà theo dõi các kênh của Hero Team á thì các bạn sẽ biết được vào gần đây á, các hành viên của Hero Team quay về một cái series gọi là Zombie Tận Thế, hay còn gọi là Tận Thế Zombie, hoặc là nó chỉ đảo ngược cái từ zombie và từ tận thế thôi. Nhưng mà nó là vậy đó các bạn nha. Thì hiện tại là các thành viên của Hero Team á đang làm những cái chuỗi series liên quan đến nhau. Và nếu các bạn muốn coi và hiểu cốt truyện của từng người thì các bạn phải coi những người còn lại các bạn mới hiểu được. Đó, đâm ra là tôi mới dùng cái từ là tụi tôi đó. Và bạn nào có cái series zombie đó không thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới cho tôi biết nha. Trời ơi, vui quá trời luôn, tôi up lên đó, lúc đầu tôi tưởng đâu các bạn không ủng hộ không à. Ai vậy đó, các bạn coi quá trời quá đất luôn. Và các bạn hãy cho tôi biết được rằng đó là các bạn thích cái điểm gì ở cái series zombie đó luôn nha các bạn ơi. Sáng sớm ra chưa đánh răng súc miệng, âm ra là chưa có chào các bạn được. Nếu như mà mình chưa đánh răng súc miệng, mình chào các bạn á là vô văn quá bất lịch sự. Để đánh răng súc miệng anh em ạ. Ok, ok, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Thôi mà các bạn, là sao các bạn biết thơm hay không được này, qua màn hình mà. Ok, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Những người đã quen, sắp mình bị quen. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Shadow Official và là tôi ở đây. Ok các bạn ạ. Và ngày hôm nay chúng ta lại bắt đầu một cái ngày mới ở trong làng Hero Team. Ok, cứ mỗi sáng sớm ra là chúng ta lại làm một cái việc quan trọng. Anh em biết là cái việc gì không? Một cái việc mà anh em không bao giờ làm luôn, chỉ có một mình YouTuber tụi tôi làm thôi, đó chính là đọc comment của các bạn vào buổi sáng. Đó. Thấy tụi tôi thương fan không? Nên là các bạn á hãy ủng hộ tôi nhiều hơn nữa nha. Rồi, bây giờ để lên YouTube coi coi nào. Để coi coi là các bạn có để lại cái thử thách gì cho tôi không nha các bạn ơi. Đâu, để coi nào. Nguyễn Văn Tâm, anh Chigo ơi, anh thử thách troll các thành viên của Hero Team đi. Trời ơi, tính ra là cái comment mà troll các thành viên của Hero Team, tôi thấy các bạn làm nhiều lắm luôn, các bạn thử thách nhiều lắm luôn á các bạn. Nhưng mà tôi làm cũng nhiều mà các bạn, tôi làm hết troll Hero Team nhiều lắm luôn á. Nhưng mà tôi không biết trò gì để tôi troll thôi. Nên là các bạn mà bày ra được cái trò gì các bạn hãy comment phía bên dưới cho tôi biết nha các bạn ơi. Ok, rồi thử thách tiếp theo nào. Ôi, gì vậy? Ủa gì trời, sáng sớm nhà có khách các bạn ơi. Sáng sớm ra vừa ra cái là nhà có khách rồi, vui quá trời anh em ơi. Thật ra là không vui lắm, tại vì nếu như mà nhà có khách đó thì chúng ta sẽ bị trễ thời gian quay video, trễ thời gian làm việc. Nhưng mà không sao, riêng chào không, lâu quá không gặp, lâu quá không gặp, mà lâu quá không gặp. Tính ra là hôm trước tôi vừa gặp mày xong nên mày qua nhà tao chi nữa vậy lâu. Trời đất, có lúc mày vô mày ăn trộm nhà tao sao? Trời ơi, gì cô, mày tưởng đâu tao là một cái người gọi là vô văn quá, không có văn minh, không có lịch sự hả? Chính xác, mày là con người như vậy luôn. Ê, mày nói gì xúc phạm vậy mày? Sao xúc phạm? Tao là chó mà. Ừ thì mày là chó, mày là một con chó vô văn quá, vô gọi là mất lịch sự, nên là tao phải đóng cửa lại để đề phòng bất chắc. Thôi, tao biết rồi, tình nghĩa anh em bao nhiêu lâu nay, mày coi tao cũng không bằng một con chó luôn. Thì chính xác, mày là con chó mà. Ha. Ôi, nhưng mà hôm nay tao qua bên đây là tao có một cái vấn đề rất là nghiêm trọng, gọi là cực kỳ nghiêm trọng lắm luôn á, tao muốn nói với mày á cô. Cái vấn đề gì? Tao hết thịt bò để ăn rồi. Ê, tính là hôm trước tao vừa đi giới thiệu việc làm cho mày luôn á, rồi tiền mày đâu? Chơi game hết rồi. Chơi game, trời ơi. Người ta dẫn mày đi kiếm tiền để mày mưu sinh, mày kiếm sống đi mày chơi game. Trời, các bạn không được giống luôn nha các bạn ơi, lù hơi quá trời của đất luôn các bạn thấy chưa? Các bạn á, muốn các bạn kiếm tiền á là các bạn phải dành để các bạn nuôi cho cuộc sống sau này của mình. Không có được dùng tiền đó để đi làm những cái việc thứ vô bổ, các bạn hiểu không? Rồi, rồi, ủa mà khoan, mày ăn nào vậy? Trời ơi, để tao nói cho mày biết,
bạn rồi á. Ồ, dẫn đi giới thiệu việc làm xong có bạn luôn. Không, bạn này tao quen lâu rồi. Quen đâu? Quen ở sở thú á. Ủa? Ủa tao nhớ tao có dẫn mày vô sở thú lần nào đâu luôn. Trời, mày quên rồi hả? Hôm bữa mày qua bên Minecraft mày bỏ tao nè, xong rồi tao đi vòng vòng hồi tao lạc trong sở thú, tao bắt tao luôn. Ủa? Cỡ như mày mà cũng có người trưng bày lên bán nữa hả? Có chứ, trời ơi, người ta trưng bày người ta coi tao quá trời luôn. Ê, người ta coi mày, người ta nói mày là gì? Đặc kêu tao chó mặt ngu. Vừa lòng tao lắm. Ủa mà con này con gì đây? Xin giới thiệu với mày, đây là vịt lầy. Vịt lầy? Tên kỳ mày. Ừ, tại vì nó lầy lắm, nó lầy hơn tao nữa. Có cà khịa không? Không, trời, nghĩ sao vậy, nó lầy thôi chứ nó không bao giờ cà khịa. Không cà khịa là được rồi, không cà khịa là tôi vui rồi. Ủa mà hôm nay mày dắt bạn mày qua đây làm gì? Tao dắt bạn qua đây, tao giới thiệu cho mày với cái là tao định gọi là để bạn tao nhà chơi xíu. Tao đi qua tao mua đồ ăn cho bạn, ăn tao dắt bạn đi chơi. Ủa dắt bạn mày đi chơi xong mày đưa qua đây để giữ giữ họ, sao mày không dắt bạn mày đi theo để mua đồ ăn đi? Ôi nó lầy lắm mày ơi. Tính ra tao cà khịa nhưng mà tao còn biết tao đi tao gọi đồ ăn ơi. Còn bạn tao mà đi theo của nó cà khịa luôn, nhân viên quán nó đấm tao chết. Trời ơi, cỡ như mày là xứng đáng 10 cái đấm. Ôi mày nói kỳ mày thôi. Ôi nói chung là mày cho bạn tao cái nhờ nhà đi, tao đi mua đồ ăn cái. Cho nhờ nhà thôi nha. Thôi biết rồi, ê chào hỏi cái đi. Ê, hỏi đi đâu rồi mày? Ai biết đâu, chắc vô lấy đồ nhà mày á. Ê kỳ mày. Ê alo ơi, tao đi á, nói chung là mày coi bạn tao giúp tao à. Trời ơi. Rồi xong nó đi luôn rồi. Ủa, đi dịch đâu rồi? Ê, 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 bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn, từ từ bạn. Chúng ta cần phải nói gọi là rõ ràng quan điểm. Bạn tin dịch này đúng không? Ôi. Ủa, không nói cái giọng cắt cắt quá vậy bạn. Mình mới gặp nhau mà mình nói cái giọng là bình thường hiền dịu cái nhau. Ừ thì từ đó giờ giọng mình như vậy á. Chào mày, tao là bạn con Lu nè. Ừ bạn con Lu, trời ơi bạn con Lu hèn chi mất dạy vậy trang con Lu vậy trời. Mất dạy. Ê mày coi chừng đây mày, tao nể mặt con Lu lắm tao mới qua nhà này á. Nhà gì trong vừa xấu vừa nát nữa. Trời ơi cái nhà gì mà không mày trời trời con nhìn lại này. Ê ê đóng cửa. Trời ơi con nhìn lại này, đâu rồi mày, đâu rồi? Ê nhìn lại. Con nhìn lại đâu rồi? Con nhìn lại đâu rồi? Ôi trời ơi, tất cả là mày vừa vô nhà tao mày không chào hỏi mày đi tùm lum vậy. Ông vậy thì nãy tao chào mày rồi, tao đứng dưới cửa 15 phút tao giới thiệu mày tên tao là Dịch Lầy, ok, còn mày là thằng Go bồ và thằng Lu, được chưa? Gì bông gì Go bồ Lu mà nói gì Go bồ Lu. Ừ đúng rồi, nãy giới thiệu biết nhau rồi, bây giờ mày phép tắc đối xử với tắc đến nhà mà không mời tao ăn gì hả? À rồi vô ai nè, vô ai tay vô ai, rồi ngồi đi. Nhìn cái mặt là biết quy thấp rồi. Đâu rồi đi, rồi ngồi đi, rồi nhìn nhau hả? Mất dạy chứ. Ây à, đâu có nhà đâu. Tính ra cái nhà mày to này mà không có chỗ nào mày nấu cái đồ ăn cho tao ăn hả? Ây đồ ăn nè dưới đây. Trời ơi các bạn ơi, cái con dịch lầy này nó nguy hiểm quá anh em ơi. Nó còn ghê con Lu nữa anh em ơi. Từ để coi nào. Mày đồ ăn đây đi. Đồ ăn nè, ăn đi. Ủa đồ ăn này ai nấu vậy? Đồ ăn này hả? Đồ ăn này để thiêu 5 ngày rồi. Ê mày tin là tao giọng vô cái bà mập mày không? Mày nhìn tao là trông vậy hả? Chứ tao làm giang hồ trùm trường à, mày coi chừng tao á. Gì giang hồ trùm trường cái ông nội ông học trường nào? À tao học trường mẫu giáo sở thú nổi tiếng nhất làng Hello Team. Mình tao chấp hết, coi hồ chỉ bảo gì vô đây hết. Mẫu giáo sở thú chấp trường Hello Team luôn. Trời ghê ông nội. Ê bây giờ để tao hỏi mày nha. Một con máy hỏi vậy hỏi ngu. Trời ơi vậy một con ba xuất sắc các bạn ơi. Bạn nào mà một con ba là thông minh lắm luôn á. Trời ơi bây giờ tao hỏi thêm câu nữa nè. Bây giờ á mày có biết là gọi là sống bắt đầu từ đâu không? Sống bắt đầu từ vợ bắt đầu từ đâu tao không biết nữa, từ khi này nào tao với mày đấm nhau. Ây à, sao mày dám đánh tao? Từ đó giờ quen đấm người rồi, giờ không đấm không chịu được, người ta gọi là đấm làm quen, đấm thân thiện. Cái đấm làm quen, đấm thân thiện. Ê có khi nào mà bây giờ đưa mày về nhà xong rồi mày đấm luôn gia đình mày không? À không, tất nhiên gia đình tao ngu gì tao đấm mày, ngu mày tự đi mày đấm, người tao đấm mày. Ây à, đau. Trời ơi các bạn ơi, tính ra cái con dịch lầy này nó không có cà khịa mình giống con Lu, mà nó mất dạy còn hơn con Lu nữa anh em. Trời ơi nó nói chuyện kiểu ơi. Ủa con giang hồ chợ dịch đâu rồi? Ủa đâu mất tiêu rồi? Dịch đây. Trời đất ơi, tự nhiên chưa đây nằm bà đợi. Ông muốn coi TV hả? Coi TV gì trời, sẵn rồi đi chơi con Lu mệt quá trời đất luôn. Mày biết không, tao là đầu gỗ mới nổi bên cái nhà màu vàng bên cạnh kìa. Giờ mất tài dịch nó không có giá trị gì nữa đâu. Tao mới là chùm của cái làng này nè. Anh đồ ghê. Lu có thấy tao ở bên đấy, nó qua nó bái tao làm sư phụ á. Bây giờ nó dẫn tao qua đây kêu là anh qua đây, nhà em có con Ocean tên là CEO, nó sẽ hầu hạ anh, phục vụ anh 24/24. Mà tao đây tao đổi mèo và chưa được ăn uống gì hết trơn. Đây cái ai Ocean của con Lu, tính ăn Lu là bếp của tao nên tao không bắt nó đi làm đồ ăn gì thôi chứ tao thế nào nè.
Nhà mày nuôi pet, mày không biết ở trên mạng chúng nó gọi pet là hoàng thượng hả? What? Pet là hoàng thượng chữ luôn. Ờ, con lưu thì nó là con lưu, nó không phải hoàng thượng mà nó là chúa. Ông con lưu nó ngu lắm. Nói chung là bây giờ mày vô nhà tao mày phải có quy củ đàng hoàng. À, nhà quy củ đàng hoàng. Ở nhà mày có cà rốt không? Ờ... Ê, sao cái con vịt này nó lai lai với bà cá muối giống vịt đó ta? Nó cái hình hài là con vịt nhưng mà lại thức ăn cà rốt trời. Ok mày có cà rốt không? Tụi ta xin củ cà rốt coi, đổi quá xảy ra trên gì nè. Giờ không có cà rốt nhưng mà có coconut nữa, uống coconut không? Ông coconut không uống coconut cho mấy thằng thiểu năng như mày uống, tao ăn cà rốt. Cái áo xanh. Trời ơi, nó cho con vịt này nó láo quá anh em ơi. Trời, nhìn nó đi kìa, trời ơi, nó đi khắp nhà tôi luôn kìa. Ê, bây giờ mình đổi yên chỗ luôn vậy. Ở yên chỗ sao được, cái nhà này nó mới quá, đâu phải nhà tao đâu, mà quên ý lồn, sau này nó là nhà tao thôi nên tao đi khám phá. Ủa gì nhà mày, trời nhà tao mà. Trời ơi, bây giờ mày khách đến nhà mà không biết là mời khách vô trong nhà cư xử thân thiện. Người ta đến, có khách đến nhà người ta thường nói câu gì? Anh hãy cứ coi đây ly à, ở nhà. Ờ thì tao không coi đây nhà tao nè. Ok, ok, ok. Trời ơi. Mày cái gì vậy? Ê mà tao đã nói câu đó đâu kìa, thằng máy, đi xuống ngoài à. Ây à, ở ngoài à. Dù vậy. Wow, dưới này có cái toilet lớn quá. Rồi vô đi, tao đi lên đây, bye bye dịch lại. Ờ, ok, trời ơi, dưới này nhiều thứ quá trời đó luôn. Ê thôi, bây giờ tao đốt hai cái dây điện này vào nhau luôn, cháy nhà mày không? Ai vậy mày? Nè, tao dí hai cái điện trong phòng cái này nè, trời ơi, mấy cái điện này kì vậy? Vậy? Ôi vậy vậy, mày làm gì? Ôi này mày làm gì vậy? Ờ, tao dí hai cái dây điện của hai cái máy vào nhau, thấy nó chập nó nổ đùm vui quá trời. Ôi vậy vậy? Cái gì trời ơi, nó đi chập dây điện của nhà tôi. Ủa, mà quên mất chỗ này đâu có dây điện đâu mấy má. Ờ, mày ngu dữ rồi. Hai ha, tao lên đây, bye bye. Ai chết. Trời ơi, các bạn ơi, con vịt này nó còn phá con lưu lên em. Nó phá giả mày con ngang luôn á trời. Ê, ê, con bà em ơi, thằng máy tự đi xuống kìa. Ê, ê đâu, hay là tao cho mày lấy luôn. Ủa, mày bấm xuống hai vịt. Ờ, chắc vui, mày tao mới bấm mình, mày không có bấm ơi, thè lên. Lên, giá mày lên. Rồi, rồi, lên, rồi xuống. Ai, ai, rồi lên. Ai, rồi lại xuống. Ôi, rồi lại lên. Ôi, trời vui quá, ngồi lắc rồi mà chấm mặt muốn chết luôn. Xuống, ai cho mày lên. À, à, ai cho mày lên. Đây, đây, đây. Đây. Sao mày quậy vậy? Ờ, tao sao quậy đâu, tao đã nói đây nhà tao mà. Mày đừng ở trong nhà tao ấy, mày không ngoan tao cho mày đi ra khỏi nhà tao luôn. Đây nhà mày nào, đây, đi ra, đi ra. Rồi thấy chưa? Đây là nhà. Không phải. Đây là nhà tao nè, mày cho cái ông đây là nhà tao nè. Ôi mày có cà rốt không? Cà rốt hả? Không có cà rốt. Đi tìm cà rốt tao lại lên. Tao chừng tao vào kia tao ngủ 15 phút không có cà rốt tao đốt nhà mày luôn. Các bạn ơi, tính nha, thằng này mà nó giống như con lưu nha, là tôi cầm cây tôi quật nó rồi. Trời ơi, nó hơi bị quậy luôn á anh em. Từ từ nè, bây giờ mình chỉ còn cái lịch chờ con lưu quay về đó rồi là đó con này đi thôi, nó quậy quá không mà con lưu đi lại lâu dữ trời. Rồi lâu rồi xong luôn, vừa nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo tới luôn trời. Ôi lưu ơi, cô ê lưu, mày có thể nào mà dừng ngay cái trò gọi là lần nào mà tao cứ ra khỏi cửa là mày đứng ngay sát cái cửa luôn lưu. Ủa sao kỳ vậy, tao đứng sát cửa để mày dễ thấy tao hơn. Dễ tới hồi nào mày lùng muốn chết vậy à? Trời ơi, xin lỗi mày nha, tao hơi bị cao á, chiều cao 1m8 hơi bị nhiều người ghen tị á nha. Chiều cao 1m8 qua chiều cao 1m8 đứng ngang vai 1m75 không? Trời ơi, có tao à. Có mày hả? Ơi tính ra mà mày bắt đầu mày giống mà ca mui rồi đó. Ê mày đi mua đồ ăn gì mày mua lâu dữ lưu. Trời ơi, tao phải đi khắp làng luôn á, cái làng gì đâu mà ơi, cửa hàng đồ ăn đóng cửa hết trơn rồi ba. Ủa làng đồ ăn đóng cửa gì mày nói tao? Tại mày là thằng xây làng. Ủa tao xây làng nhưng mà đâu có nghĩa là tao gọi là quản lý nhân viên trong đây. Ôi tao biết tao thằng xây làng phải quản lý nhân viên chứ. Ê mày vô lý vừa nha Lu. Tao có vô lý đâu, tao là một người cực kỳ có lý. Mày có lý chỗ nào? Có lý là cho thay cà khịa mày. Mày thích cà khịa tao không? Thích. À không. Mày chế rồi Lu. Người ta cái lỡ mồm quý xíu cũng đánh người ta nữa. Cái lỡ mồm của mày là bằng chục cái lỡ mồm của người ta á Lu. Trời ơi, tao nói giờ tao có lỡ mồm nhiều đâu. Các bạn ơi, con Lu nó kêu nó không lỡ mồm nhiều nè. Con Lu nó kêu nó không lỡ mồm nhiều kìa. Mày quá muộn rồi Lu à. Mày quá muộn rồi. Coi gì thì chị nói gì đi. Quá muộn rồi. Hey, đúng là người ta nói tin ai thì tin chứ đừng tin con Lu. Con Lu này dù ai nó ngã nó nghiêng thì tính cà khịa của nó vẫn kiềng ba chân anh em ạ. À. Ê tính ra cà khịa vui rồi mày. Cà khịa vui chỗ nào? Cà khịa vui ở chỗ là mày bị chọc. Ơi tao bị chọc mà mày vui hả? Ừ đúng rồi, mày bị chọc tao vui mà. Thế mày bị đánh có vui không? Vui. À không, lỡ mồm. Lỡ mồm. Ê, đánh tao hoài, đánh tao hoài trời. Trời bị im đi mày. Bây giờ tao nói à. Trời ơi. Từ từ nó có ở đây không? Nó có ở đây không? Nó không ở đây rồi. Ê Lu, mày kỳ mày.
Ủa kỳ sao kỳ mày? Thằng này nó vô phái à tùm lum kìa. Trời ơi, tính nhà mày tao không bao giờ làm tao thất vọng. Thất vọng, thất vọng, thất vọng. Ủa sao đánh tao ai mày? Tính nhà nó phái nhà tao mày kêu không thất vọng gì? Ừ thì đúng mà nó phái nhà mày y chang tao gì á. Ừ đúng rồi, giờ tao mới biết được cái con vịt này tại sao nó chơi được với mày rồi đó luôn. Sao? Tại nó ngu như mày á. Ê sao nó tao ngu mày? Mày ngu thiệt mà. Ê tao nói cho mày biết nha, tao là thông minh nhất nhất cái trời trời tối à mày. Ờ vậy tao đố mày nằm một con mấy? Một con 1/3. Ừ đúng rồi, mày thông minh y chang vịt này luôn. Ôi giờ mày giờ nha. Giờ mày dẫn vịt này giờ đi, trời ơi. Ê, ủa là mày đứng đây cây nhau chi vậy? Này, tính ra là bây giờ con luôn nó qua rồi, bây giờ mày đi theo con luôn mày về đi. Theo cái đầu mày á, chừng nào mày nương cà rốt ra đây thì tao mới ăn, tao mới chịu đi vô khác nào, nông tao ở nhà mày tới tận ngày mai luôn. Ôi, qua đây, ra đây. Rồi, cà rốt đúng không? Ok luôn, ngày mai ship cho mày 1 tấn luôn. Wow. Chắc không, cái nhà mày bẻ bằng cái mắt muối này mày nói sao mày chứa nổi 1 tấn cà rốt mày khùng á. Chắc nhưng mà tao có quan hệ rộng, tao có gọi là biết một người bán cà rốt là chuyên võ sĩ cà rốt. Ai đây hả? Ủa luôn ơi, có thằng này có tin được không vậy? Rồi được chứ, thằng này nó đáng tin lắm, tại vì đánh tao hoài rồi. Ôi, nhưng mà tao không tin đâu, tao phải thử kiểm tra độ IQ đó, mấy thằng IQ cao mới tin được, thằng IQ ngu không tin được. Tao nói mày 1+1 = mấy? 1+1 = 2. Mất dạy, thằng này lừa chắc luôn. Ai? Gì tự nhiên kêu tao lừa mày? Trời ơi, lùi luôn, thằng này IQ thấp hơn anh em mình, nhìn mặt nó gian lắm. Đúng rồi, rõ ràng 1+1 = 3 chứ 1+1 = 2. Đúng rồi, 1+1 = mấy? 1+1 = 3. Thôi đúng rồi đấy, nói vậy tin được thôi luôn rồi, đi kiếm khác chơi đi. Ở nhà tao chơi thằng này mày kêu là qua có nhà lô vui lắm mà tới ở nhà nó không mời tao ăn được cái gì luôn, tao đói lắm luôn á. Kiếm đi ăn đi luôn. Thôi đây, thằng này nó ngu lắm, nói chung đi chơi với tao vui thôi. Ôi trời, mấy thằng y quy thấp, tóc hai màu, mắt hai màu luôn, biết là lẻ rồi, đi. Trời ơi, em lần đầu tiên trong cuộc đời mình có người hỏi tôi 1+1 mà tôi phải bắt buộc trả lời bằng 3, phải không? Thôi nói chung là hắt con vịt này là tôi vui rồi. Về dạ em ơi. Trời ơi, nguyên một ngày hôm nay của tôi xui xẻo như trời, mới đầu ngày luôn á. Trời ơi. Trời ơi, shop anh em ơi, shop mở cửa nè. Trời ơi, tính ra shop của mình á vừa vào cái là đã bắt kịp cái phong tục tập quán hay OT mà anh em à. Cứ không có người ở shop là mở cửa. Ờ mà đúng rồi ha, shop phải mở cửa đón khách vào chứ đóng cửa sao đóng đèn. Ok anh em ạ. Hiện tại là shop của tụi tôi có một cái sản phẩm mới anh em nhìn nè. Wow. Hello anh em. Trời, anh em nhìn thấy không? Vipago. Trời ơi, nhìn đẹp không anh em? Anh em lên trên web shop hero.vn để anh em coi nha. Trời ơi, bây giờ tôi phải qua đây để tôi mua cái ba lô anh em. Hồi nãy vừa mới lướt web thấy cái ba lô cái là chạy qua shop liền anh em ơi. Hãy để mình vô coi coi. Anh nhân viên shop ơi. Ai? Sao là mày đó vậy? Ê, tính ra là mày bước vào cửa hàng tao luôn, tao chưa hỏi sao lại là mày thì mày lại hỏi tao sao, tao là sao, rồi cuối cùng tao là mày, mày là tao, tao là tao, là tao là sao? Ủa cửa hàng nào của mày? Ủa cửa hàng này của tao, mày nhìn là nguyên cái cửa hàng này sơn màu gì? Sơn màu vàng. Ừ, mày nhìn tao màu gì? Mày màu vàng cam. Màu vàng cam cái đầu mày, mày mù màu rồi, mày nhìn tao nè, tao là màu vàng với cả cái màu tường này nè. Hồi bữa tao đến đây tao lượn qua mua hàng á, chủ shop thấy tao đẹp trai quá, hợp gu cửa hàng quá, gọi tao vào làm chủ cửa hàng luôn. Ủa tính ra tôi là chủ shop mà tao sao tôi không biết vụ này ta? Ủa rồi hàng nào kêu mày là chủ shop xong bán shop cho mày à? Rồi anh dịch lại á. Ủa tính ra mày là dịch lại mà. Ừ thì tao là chủ shop luôn, tao tự kêu tao luôn được không? Tao là ai? Đi ra, cái này shop của tao mà. Đi ra cái đầu của anh mày, mấy thằng đi ra mày tin không? Tao gọi một phát là công an tới bắt mày luôn, mày tin không? Tao bây giờ toàn quyền thống trị tại cửa hàng này à. Mày mua đồ ở đây á, người ngoài á thì tao bán giá là 5 đồng một sản phẩm. Còn riêng mày người nhà thôi, tao để mặc mày tao bán 10 đồng. Ok, mày sẽ bắt gấp đôi ba. Ờ thì bởi vì cả làng này đồ mày thằng giàu nhất làng, ngu gì mà tao bỏ qua cho mày. Ủa tao giàu nhất làng hồi nào, không mới giàu nhất làng mà. Trời ơi mày mò mày, hôm bữa tao có coi clip trên kênh mày rồi. Mày quay clip gì mà cho mỗi người 5.000 kim cương, mày còn xào xào nữa không? Ờ nhưng mà tao bảo tao giàu nhất làng 5.000 kim cương là mỗi người 5.000 đúng không? Mỗi người 5.000, 5 người là có 25.000 kim cương à. 25.000 kim cương, bây giờ riêng mày tao bán 50. Đấy. Sao giờ mày mua không? 10/11 là mày mua. Vào đây cái gì cũng gấp đôi, riêng một bật mày mua 1 ba lô trả tiền 2 ba lô. Mua 2 ba lô trả tiền 4 ba lô, mà mày định mua 4 ba lô thì tao nhân lên thành 12 cái ba lô luôn. Không mua đâu, không mua đâu. Trời ơi. Tiền là hàng mới của shop Pedro, tao đẹp như này là ba lô này đeo trên lưng này nó đẹp quá trời quá đất luôn, đâu phải như mày đâu. Trời trời, không có tiền gì đi cho khác đi. Hôm bữa quay video clip
Sao xạo chi giờ hết tiền rồi. Trời ơi các bạn ơi, vì trời nhưng mất shop rồi anh em, ủa cái shop của tôi mà. Alo, ui con dành nó mất dạy thiệt anh em ơi. Thôi anh em ạ, tí đưa chiều chiều mình báo cảnh sát qua bắt nó sao anh em. Tại cái shop này tôi có giấy tờ. Cảnh sát đâu, có thằng khùng đứng trước cửa shop tao bắt không nó coi. Thôi mình tốt nhất mình nên đi ra khỏi chỗ này anh em ạ. Trời ơi, chết rồi sao trời. Hôm nay là cái ngày gì á anh em ơi. Khoai đã, từ từ, để coi coi nào. Ôi ôi may quá trời ơi, ông chủ cửa xăng vẫn là ông chủ tiệm xăng anh em ơi, chứ không phải là con dịch này. Khoan, từ từ, thằng bơm xăng nữa. Ê, hôm nay quá, thằng bơm xăng cũng là thằng khác, may quá. Ôi, để về dắt xe qua bơm xăng anh em ạ. Ngày hôm nay là cái ngày gì á trời. Anh bác xăng ơi, bán cho em một lít xăng. Anh bác xăng ơi. Anh bác xăng, ok ha. Anh ơi. Anh ơi, bác cho em một lít xăng. Ok, anh bác xăng này kỳ kỳ lạ lạ ta. Anh ơi. Anh ơi, đây. Anh sao là mày nữa vậy dịch? Ủa, thì tao làm nhân viên cây xăng nè. Mày là nhân viên cây xăng luôn. Đúng rồi, trời ơi, tao làm nhân viên cây xăng này. Tao đi qua cây xăng này, hôm bữa tao đi qua tao đổ xăng ở ngoài này ấy. Mà tao thấy có thằng chạy vào đây, tấp vào đây đổ xăng. Sao rồi nó không định trả tiền, tao đấm con nó vẹo cổ luôn. Thế ông chủ cây xăng này, ông mừng quá, mời tao về là bảo kê cây xăng rồi. Ê mày đổ xăng đúng không? Thôi, thôi, hôm nay đi đâu cũng gặp con dịch lầy hết. Nó làm gì mà thâu tóm nguyên cái làng Edo Team rồi các bạn ơi. Cái bệnh viện đâu rồi? Đâu rồi ta? Hospital kế bên school. Bên đây anh em ơi. Tôi nghĩ là tôi nên đi bệnh viện anh em, mà tôi nên đi khám anh em. Chứ tôi bị hoa mắt chóng mặt hay gì, tôi đi đâu tôi cũng gặp nhìn lại á. Trời ơi buồn quá anh em ơi. Nó đau đầu gì đâu luôn á. Trời ơi. Rồi để vô lấy số, vô số ngồi đợi đi. Ê anh nhân viên ơi, cho em lấy số ngồi đợi anh ơi. Anh ơi. Gì là mày đâu mày? Ủa thì tao mới làm bệnh viện này này, người ta nói là mới tiếp nhận bệnh nhân bị khùng mà bây giờ nhân viên nghỉ dịch Covid hết rồi, mình tao làm này đâu, tao ra tao hốt hàng mày coi. Ê chào mày. Ê trời, bệnh này nặng rồi, cần phẫu thuật gấp rồi. Ê tao bổ cho tao phẫu thuật cho. Có không, mày chết rồi. Ê 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